Chào mừng anh em quay trở lại với con mèo mô tô vlog. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em một chiếc xe SH của Hot Boy ở trên YouTube bây giờ lẫn cả trên mạng Namper. Thì bạn ấy cũng được coi là Hot Boy nên là nhiều anh em sẽ comment là Hot Boy nào thế rồi thế nào thế này thế. Anh em có thể search Nguyễn Hoài Nam hoặc là Namper hoặc là Namper Official, hay là search Lê Bảo cũng sẽ ra Namper. Và đây là chiếc SH mình sẽ review. Chủ sở hữu của nó là chính là không ai khác Namper. Và đây, camera có thể quay ở dàn đầu xe. Đây có hết cái logo của Namper ở trên xe. Logo YouTube của Namper. Đáng nhẽ phải đặt là Namper Official. Đấy. Chứ không, nó chỉ là Namper thôi. Ok anh em, và chúng ta cùng đi review. Anh em, và mình sẽ review con xe của Namper, nhưng mình sẽ nói hơi dài một tí vì thực tế là gì, review con SH của Namper này chẳng có cách gì để review mà một cái video ra thì cứ để xét quảng cáo dưới nếu nó dưới 10 phút. Thế hôm nay mình sẽ kéo dài cái video này ra thành 10 phút, ok, để review này thành cái video này. Mình nói bữa bữa thôi, nhưng mà mình sẽ vào luôn chủ đề chính tổng thể cái con Namper của xe SH của Namper. Thì đầu xe mới đầu là các bạn biết rồi, một con xe màu trắng, dọn theo kiểu màu trắng. Bây giờ mình dọn nguyên lên sporty, màu đen đỏ sporty. Thì dàn đầu thì không thể bỏ qua được là thứ nhất là cái gì, bi cầu. Đấy, bi cầu laser len khắc laser tổ ong. Và tiếp theo nữa là con Audi A11, mình lên cho rất là nhiều cho SH rồi, nó rất là rẻ. Con bi cầu này thì nó quá rẻ luôn. Bây giờ mình xi nhan đấy, khi mà cái đề mi ban đầu, đấy, đi đề mi ban đầu, và khi xi nhan thì nó sẽ nháy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, bên này đứng này, bên này vẫn nháy này, chạy đuổi này. Đấy, đây là xi nhan này. Và tất cả mình dán hết cho nó đen xì luôn, trông cho nó khỏe, khỏe khoắn cái xe và không bị gọi là không bị yếu cái xe theo cái bản sporty. Đấy. Và bộ đề can này, hệ thống quy đề can đã dán lên theo bộ đề can này, anh em nhìn quen đúng không? Anh em nào theo dõi cái YouTube của Mèo Ô Tô nhiều thì các bạn có thể xem thấy là con này lên theo thiên hướng của con David Dog. Con SH mình độ upside down, độ upside down độ theo theo độ đĩa, độ rất nhiều luôn. Nhưng con này của Namper không muốn lên nhiều màu, bạn ấy chỉ muốn là theo giữ theo chơi bài zin. Thì cái việc là để nổi bật nhất cái xe lên thì mình đã nhúng lại toàn bộ carbon cho chiếc xe. Đấy, tất cả carbon này mình đã nhúng.
Và nói đến cái vấn đề carbon này thì hiện tại thì rất nhiều bạn gọi là anh ơi anh nhúng cho em bộ xe của Exciter, nhúng cho em bộ xe này xe kia, nhưng mà mình không nhận. Bởi vì tại sao? Thì xe SH này của Napper mình đã nhúng cho bạn ý 3 tháng trước, từ cái thời điểm nó còn là màu trắng cơ, và bây giờ nó đã chuyển sang màu đen này rồi. Nhưng hiện tại bây giờ là nhà máy đang làm cái nhúng carbon này, nó đang nâng cấp lên, nắp thêm rất nhiều tay robot để làm gì, để nó làm nhanh hơn, cộng với là nhận được nhiều đơn hàng lớn nên là các bạn phải nâng cấp cái máy, nhà máy lên, thì là cái gì mình không thể nhận được thì nhà máy đang sửa chữa. Nên là cái thông tin mà anh em gọi là tại sao lại vẫn nhận cho Napper mà lại không nhận cho em thế này kia, hay là bên trọng bên kinh hay này kia, thì anh em xin lỗi là hiện tại là mình đang dừng nhận cái nhúng carbon này. Thì đây là cái bản độ nhúng carbon này, các bạn nhìn này, tất cả ốp lốc máy các thứ zin luôn, mình nhúng nguyên cả bường côn này mình nhúng carbon luôn. Và vành thì chủ xe mình đã sơn lại về màu đen, sơn lại màu đen theo đúng thuần sporty. Lốp thì hiện tại là lốp của Napper, xe vẫn còn rất là mới nên chưa cần phải thay. Và tiếp theo nữa là mình có lên cho Napper đôi thụt Racing Boy bình dầu rời. Con này là dùng rất là êm. Con này nếu mà để nói về độ đẹp thì nó không thể đẹp xuất sắc bằng ISS G-Sport được, nhưng mà để nói là về hạng tầm vừa tiền, ngon êm đi trong phố và nhẹ nhàng và hợp lý với giá, thì con này là một con cực kỳ là hợp lý, hàng chính hãng luôn và giá cực kỳ là ngon đấy. Giá tiền ngoài cái thụt ISS thụt Racing Boy ra, thụt Racing Boy chính hãng này, các bạn thấy tem của Minh Giai này đấy, thụt Racing Boy chính hãng, tem Minh Giai này đấy, kèm thêm là các bạn nhìn thấy mình kỹ càng mình nhúng cả carbon những cái rè KT này đấy, Oppo zin này, Oppo nguyên bản zin, ốp lọc gió đây đấy, để chân này mình cũng nhúng luôn, và đây tất cả những chi tiết đen này mình nhúng hết cả bược đồng hồ, bộ bỡ đồng hồ luôn. Và cái đồng hồ này thì các bạn thấy là nó có điểm vỡ do là bị Napper để xe ở trong hầm. Sẽ rất nhiều anh em dính quả đắng này, để xe trong hầm xong rồi bị nó đặt đồ đặt điếc hay là nghịch nữa, nó đập vào nó bị vỡ ra. Và cái mặt đồng hồ này tí nữa mình sẽ phải nhấc ra để mình thay cái mặt đồng hồ này cho Nam. Đấy là cả chiếc mặt đồng hồ này rất là đen. Đồ chơi thì Nam có lên một ít đồ chơi, đấy là tay phanh, tay côn CNC CRG RC2. Đấy, CNC CRG RC2 cộng với thêm là cái để chân của Biker, thì mình nghĩ là hai con này đều là con copy, không phải con chính hãng. Chính hãng thì nó sẽ tinh xảo hơn. Đấy, các chân Biker, để chân sau Biker. Còn về đồ chơi nữa, chẳng lên cái gì nữa, hết rồi. Về xe Napper thì tại sao để đây là chiếc xe mà bạn ấy đi diễn rất là nhiều. Anh em có thể xem những cái clip mà của Napper Lê Bảo quay ở trên TikTok, quay ở những cái YouTube lên đăng lên, thì đều là con SH màu trắng, thì nó chính là chiếc xe của Napper. Và chiếc xe này thì rất là may mắn là mình là chủ sở hữu của chiếc xe này. Đây, camera quay ra biển 29T1. Thì các bạn có thể thấy là vì là tại sao? Vì là Nam thì là nhờ mình đứng tên để bốc cái biển này cho. Thì là mình là người đứng tên bốc biển. Có cái này thì rè là mình nhúng luôn đây. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng anh để có thể cho anh đứng tên cái chiếc xe SH của em. Đấy, đây là chiếc xe mà hôm mình bấm biển lên 920.39. Tại sao mình phải nói cái việc là xe này mình bấm cho Napper? Vì là mình đăng cái thông tin là mình là Napper đi bấm biển ấy, anh em cứ bảo mình bú phêm, với cả anh em bảo mình chém gió, anh em bảo mình là không phải thế này thế kia, sự việc nó thế này thế kia. Không phải đấy, sự thật nó là thế mà. Nên là hôm nay thì mình chỉ quay review giới thiệu anh em về sản phẩm của QDK này thôi, và giới thiệu anh em là con xe này là của Napper. Nếu anh em đi nào đi đường mà nhìn thấy con xe mà có logo Napper này là chính thức là của Napper nhá, và là mình làm ấy nhá. Chứ còn thực ra con này thì chẳng có gì để review cả, mình không biết để review cái gì, vì thực ra là con SH này chẳng có gì để mà review. Về nói về độ đi nhạy đi nhất thì mình không cần thiết là mình phải review cái việc đấy, vì đã quá nhiều người ta review rồi, người ta sẽ nói về vận hành của SH, SH thế này thế kia. Nhưng cá nhân mình thấy thì SH thì đi nó nhẹ nhàng, liền nhẹ nhàng dễ dàng, nó không có cái cảm giác mệt của xe côn, hay là không có cảm giác mệt của xe hai kỳ, hay không có dạng cảm giác mệt của sport thế này thế kia. Và đi trong phố với các bạn đi dạo phố rồi đi chơi đi chiếc rồi bạn gái bạn biết đi dạo hồ thì cái con này rất là nhẹ nhàng, ôm ấp nó rất là sướng. Nhưng mà nếu mà để tạo được cái sự phấn khích của mình, tạo sự phấn khích thì chiếc SH này không làm cho người lái được cái cảm giác đấy, không bao giờ cho người lái cảm giác đấy, thì nó đơn thuần nó chỉ là một chiếc xe gia đình, xe dân dụng, chứ không phải là một chiếc xe mà thể thao hay là xe thể hiện cá tính như MX hay là R15 V3 hay Exciter hay Winner hay những dòng xe khác, mà chiếc xe này chỉ là xe gia đình. Nên là mình sẽ không review về chuyên sâu về những cái thông số kỹ thuật của xe này nữa, bởi vì là con xe này nó là gần như con xe quốc dân rồi, đúng không anh em?
nhắc đến chiếc SH là mọi người đều nhắc đến những cái gì gọi là đẳng cấp rồi là luxury về dòng xe, xe ga thế này thế kia. Thì đó đây, chính là nó. Thì anh em có thể tìm lại thông tin khác chứ không phải tìm đến mình. Ok anh em, và mình nghĩ là cái video này đã đủ 10 phút rồi đấy. Mình sẽ làm thêm một cái đoạn mà behind the scene. Tức là trước đấy mình đã quay rồi nhưng mình sẽ không đăng lên. Và đây mình sẽ đặt ở dưới. Các anh em nào rất là may mắn khi được xem cái vlog này. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi. Chào mừng anh em quay trở lại với Con Bé Mô Tô Vlog. Thì vừa rồi có thông tin rất là rộng rãi để anh em nhiều anh em biết là rapper bị bắt vì bay lắc. Đấy, chúng ta cùng đi tìm hiểu lý do tại sao mà đứa trẻ rất là thích kẹo pune rồi các thứ nhá. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu xem là rapper bây giờ rapper đang như thế nào. Ok anh em, let's go. Chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog. Và cảm ơn tất cả anh em đã xem đến cái đoạn này. Và những anh em nào đã đi ra ngoài rồi thì thôi kệ anh em, mình sẽ không xin lỗi những anh em đấy. Mà mình lúc em mình giật thích câu view thôi, mình chém gió thôi. Đây, giới thiệu anh em con SH mình mới độ lại cho Lamper. Thì Nam đưa ra cho mình 4 ngày rồi, mình lên bộ đề can này xong rồi. Nhưng mà bận chưa quay vlog được, mà cuối cùng là ông ấy đi miền Nam với cả đi Quảng Ninh đi chơi bét nhè để làm gì, để ăn mừng 1 triệu sub của Lê Bảo. Nên là bạn ấy chưa lấy xe thì hôm nay tiện mình sẽ quay review lại cho anh em con xe của Napper nhá. Một chiếc xe SH độ rất nhẹ nhàng, không quá nhiều màu và không quá là gọi là nổi bật theo phong cách của Con Béo Ô Tô, mà lên rất là đơn giản, lên kiểu sporty, đen đỏ, đen chỉ đỏ và một ít logo của Napper với cả logo của Con Béo Ô Tô thôi. Đấy, thì đấy là cái thông tin mà Con Béo muốn nói, thì mình chỉ giật tích câu view, mình review con SH này thôi, chứ cái thông tin trên là thông tin chém gió, sai sự thật nhá. Và ok anh em, bây giờ chúng ta hãy cùng